mới vừa ra đóng cái cửa lại là khói từ tầng một nó lên. Thơm muốn nói mình đừng chạy lên thang sân thượng đi, trốn là lên thì có mọi người. Lỗ khói tới nhiều lắm, tụi em đâu có chạy xuống dưới kịp đâu. Em nghĩ là khi đó là chết rồi chứ không sống rồi. Trốn quá, mẹ thấy cửa sổ mẹ luôn. Những cái người mà khi tôi tiếp cận cái đầu tiên là tâm lý là hoảng loạn, đều muốn leo ra khỏi cái hành lang để mà muốn nhảy xuống. Người ta cũng cứ kêu cứu tôi với. Mới đầu thì cái thang đưa lên thì nó chưa tới được vị trí đó, cách khoảng 4-5 mét gì đó. Thì sợ người ta liều mạng người ta nhảy vào cái thang đó thôi. Khi mà mình đã đưa được thang lên, song sắt nó cũng thấp thôi, sợ người ta đẩy nhau rơi xuống. Có những người mà sợ cái độ cao bị run, mình để cái tay bám vào cái lan can làm cái điểm tựa cho người ta dẫm lên tay mình. Xong bắt đầu dẫm vào đấy, xong bước qua một cái điểm ở tường nữa, xong bắt đầu mới treo qua cái cầu thang. Đưa được 12 người trên đó xuống hết. Ban đầu mình cũng rất là mừng, tưởng đâu là mọi người ta trong quán là ra hết rồi. Nhân viên người ta báo lại là còn rất nhiều người mắc kẹt trong các quán hát. Bốn cái trinh sát tất cả đeo bình thở oxy, bắt đầu tiếp cận hướng ở trên tầng xuống, kiểm tra các phòng ở tầng 4 thì không có người nữa, thì bắt đầu xuống tầng 3, nhưng mà tầng 3 thì bị lửa với khói nó bao trùm lên. Chúng tôi đi một mặt trực diện. Mình phải huy động anh em là đục tường để thông cái khói ra giữa mái nhà. Thế sau đó là dùng nước phun ở từ dưới lên thì khói nó sẽ tỏa ra hai bên và lên trên nóc mái tôn đấy ra. Thì lúc đó nó giảm nguồn nhiệt thì anh em mới vào sâu được hiện trường để mà đi tìm kiếm. Tới được hành lang và cái cửa phòng đầu tiên là 301, mình mới sử dụng các cái thiết bị phá vỡ để mà phá cửa. Cái lượng khói ở trong đó với bức xạ nhiệt trong đó đẩy ra rất là nóng, thì mình không có thể nào mà tiếp cận được, tiếp tục và chuẩn bị cho cái lần trinh sát thứ hai. Cái lần trinh sát thứ hai thì mình tiếp cận vào được bên trong. Vào thì lúc đó lượng khói rất là đặc, cũng không thấy được cái gì hết. Phun nước lên cái tầng thì nó bùng lửa ra. Cái chiến sĩ ở phía sau á làm mát cho mình để mà mình di chuyển lên để dò tìm, chạm được vào cái lưng của nạn nhân. Lúc đó thì nó rất là nóng, thì mình mới ra hiệu cho chiến sĩ số 2 tiến hành mình đưa nạn nhân ra ngoài. Lúc đó cũng chưa chuẩn bị được cán nên mình bơi bằng tay. Như là không giải quyết được trong cái buổi tối ngày hôm trước, và đến trưa ngày hôm sau thì khi mà yêu cầu công an Hồ Chí Minh hỗ trợ và yêu cầu đồng chí phó giám đốc là tăng cường cái bọt làm mát ấy, thì lúc đấy buổi chiều tối là nó mới tiếp cận được hết tất cả, mới cạy cửa được các cái phòng hát rồi phòng vệ sinh trong cái phòng hát đó mới tìm kiếm được các thi thể nạn nhân. Mỗi lần 3 người tiến vào trong, đi vô khoảng 4 lần, 5 lần, đã bắt đầu đuối rồi. Ra ngoài, thay phiên nhân em khác đi vô tiến vào trong. Sáng thì vô phát hiện thêm vài nạn nhân ở phòng 302, nhưng mà ở phòng 302 thì nó nằm trong vệ sinh. Nên là cái lúc đầu vô á, thì cũng kiểm tra phòng đó, nhưng mà không phát hiện ra. Tới khi mà cái lượng khói nó giảm đi rồi á, là mới phát hiện ra là ở góc phải bên phòng đó là nó có lối vô vệ sinh đó, là nạn nhân chui vô đó để trốn. Đưa ra như là 7 người. Từ phòng tiếp cận 301, 302 và 3, cái sức nóng nó kinh khủng quá, tụi anh không tiếp cận được. Mãi đến cuối cùng mới dập tắt được cái đám cháy, là bắt đầu là mới tiếp cận được cái phòng 305, mà khi mà đưa nạn nhân cuối cùng ra là cũng là cái nạn nhân ở trong cái phòng đấy. Dân thì ở ngoài cái trông chờ lực lượng cứu hộ vào là tìm thấy thi thể nạn nhân đưa ra để cho mọi người nhà mừng á. Nhưng mà thật sự mỗi lần đi vào thì chỉ trinh sát ban đầu thôi, còn đưa ra thì chưa thể đưa được. Mọi người đều cố gắng, thì hầu như là 24 tiếng đồng hồ này là làm việc liên tục, không nghỉ, không ngủ luôn. Đó thì cũng không có suy nghĩ được cái chuyện nguy hiểm, mình chỉ suy nghĩ làm sao mà để mà đưa được nạn nhân ra ngoài sớm nhất có thể thôi.